Vâng, và bây giờ em cũng tranh thủ là test hai con QRX 5500 gửi cho hai bác. Thì con đầu tiên là gửi cho một bác ở Bắc Hùng ở Đan Phượng Hà Nội, và con thứ hai thì gửi cho anh Cương ở thành phố Hạ Long Quảng Ninh. Thì con hai con này em sẽ chuyển điện 220 cho hai bác luôn. Thì em hướng dẫn các bác sử dụng những cái con receiver của Sansui một cách hiệu quả. Đơn giản là để nó hiện đèn cho nó đẹp nè các. Còn các bác nào biết rồi thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta kém vào đường táp, và khi muốn hát chúng ta ấn vào đường táp là nó sáng hết nha. Mà nếu mà kém vào đường AUX á thì nó cũng được, nhưng mà nó tối mất ở đây, nó trưng bày không đẹp. Nên là các bác kém vào đường táp, và chúng ta để cho nó sáng như thế này, và ấn vào đường này. Đấy, đường táp á, táp P 2CH và lò nét. Phía trên là ấn hai nút này, còn ba cái nút ba lăng là để 12 giờ hết, hoặc là bass chép tùy ý các bác. Đây là cầu loa, đây là volume tổng, đây cũng 12 giờ, đây cũng 12 giờ, và đây là volume phụ cũng để 12 giờ, còn volume tổng to nhỏ. Con này gửi cho bác Hùng này, con này còn về ở tối, còn con hôm qua là về gửi cho bác Cương. Đây đường táp đây, hai bác dùng xem nha. Đấy, cái đường phía sau nó sẽ có ba cái chỗ cắm, một chỗ này, hai chỗ, ba chỗ. Chúng ta cắm đường này, có táp chữ fly này, có chữ fly đó, đó, rồi cắm vào đó thôi. Còn trạm loa thì cắm ở đâu cũng được. Rồi thì nó hơi quen, hơi quằn quằn tí, các bác xem mới khó chịu không? Đấy, ba lăng. Đấy, cái này thì chúng ta để 12 giờ hết. Tại đang ghép loa tăng loa nên là không có dám mở to nha các bác. Tại vì có những con này nó mạnh, tại phải quánh bắt 30 luôn lên mới phê được. Rồi chiều nay là gửi hàng cho bác luôn nha, hai bác luôn. Thì tiếp tục em test con thứ hai. Vâng, và chiếc tiếp theo. Đây là ba lăng, hay đang đến chế độ hai kênh này là nó sẽ mạnh hơn và nó quẩy hai bên. Nếu các bác chuyển qua bốn kênh thì nó quẩy hết bốn cái này nha các anh nhé nha. Hay là bass này các bác. Có nhu cầu về những sản phẩm trên thì alo cho em qua hai số điện thoại trên nha. Hàng em liên tục về để phục vụ tất cả các bác.